Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Bùa tách duyên, giải quyết triệt để những mối nghiệt duyên, đã có bùa xe duyên thì chắc chắn cũng có bùa tách duyên để chia rẽ những chuyện tình cảm sai trái, không có kết quả. Chỉ cần người dùng bùa hạ quyết tâm sử dụng thì thầy bùa cao tay hoàn toàn có thể đưa ra cách thức xử lý dứt khoát. 1. Tìm hiểu về bùa tách duyên. Bùa tách duyên không phải là loại bùa mới xuất hiện nhưng do ít người dùng nên không phổ biến bằng bùa yêu. Mục đích sử dụng chính của loại bùa này là khiến cho một người ghét bỏ, xa lánh và cắt đứt hoàn toàn tình cảm với một đối tượng cụ thể nào đó. Thường thì loại này được phái nữ sử dụng nhiều hơn để chồng hoặc người yêu của mình cắt đứt quan hệ với kẻ thứ ba ở bên ngoài. Thậm chí là để xua đuổi những kẻ bám đuôi đáng ghét có tình cảm với mình. Khi nhắc đến vật phẩm tâm linh thì có hai trường phái là bùa phép đen và bùa phép trắng. Bùa tách duyên cũng vậy, những ai có ý định sử dụng loại bùa này bắt buộc phải tìm đến thầy phép cao tay luyện ra bùa trắng để không phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. 2. Bùa tách duyên dành cho ai? Bùa ghét chỉ thật sự phát huy tác dụng khi người dùng đang gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, gặp phải kỳ đà cản mũi vô cùng đáng ghét. Một trong số những nhóm đối tượng cụ thể có thể cân nhắc sử dụng, người có vợ hoặc chồng đang ngoại tình với kẻ khác bên ngoài khiến cho gia đình tan nát. Bị một người không thích theo đuổi, đeo bám dai dẳng đến mức họ làm phiền tới cuộc sống cá nhân. Những gia đình đang gặp trục trặc trong chuyện hôn nhân muôn cả hai bên dùng bùa ly hôn, ai vừa mới chia tay người yêu nhưng chưa thật sự dứt khoát, hai bên vẫn còn dây dưa với nhau. Kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác cũng phải rời ra người bị yểm bùa, chuyện tình cảm không thể hoàn toàn sử dụng lý trí để quyết định mà cần đến một số những tác động từ bên ngoài. Một tấm bùa duyên có thể giúp họ thoát khỏi mớ bồng bông mang tên cảm xúc. 3. Thông tin về thầy bùa cao tay chuyên làm bùa tình duyên. Nếu bạn là một trong số những đối tượng kể trên đang cần tìm thầy luyện bùa chia tay hiệu quả thì hãy liên hệ ngay với thầy Bá Vi. Thầy rất nổi danh vì là một trong số ít những người đã được học cách luyện bùa bí truyền của dân tộc Thái Nghệ An. Bùa của thầy được nhiều người kiểm chứng là an toàn, cực kỳ hiệu quả vì là bùa lá được làm từ những nguyên liệu từ tự nhiên. Người thỉnh bùa chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin tên tuổi, ngày tháng năm sinh và một tấm ảnh của người cần yểm là được. Thầy sẽ niệm chú một lúc là người dùng có thể sử dụng bùa cho mục đích cá nhân. 4. Liên hệ với thầy Bá Vi để làm bùa. Không giống như những thầy làm bùa khác bắt buộc phải gặp mặt nhau để thỉnh bùa, thầy Bá Vi chỉ thực hiện liên lạc qua điện thoại hoặc qua mạng. Nhờ vậy mà ngay cả ở những người ở xa cũng có thể dễ dàng dùng bùa của thầy. Dưới đây là những bước cơ bản để làm bùa bỏ nhau của thầy Bá Vi mà bạn có thể tham khảo. Bước 1. Nhắn tin với thầy để bày tỏ nguyện vọng muốn làm bùa để làm gì. Nếu thầy nhận thấy đây là mục đích chính đáng thì sẽ đưa ra tư vấn cụ thể. Còn nếu người thỉnh bùa là con giáp thứ 13 có ý định phá vỡ tình cảm của người khác, thầy sẽ từ chối thẳng thừng. Bước 2. Thầy sẽ nêu rõ những việc mà người thỉnh bùa cần làm bao gồm đồ lễ cúng, thông tin của người bị yểm bùa và thông tin của người thứ ba đang xen vào cuộc tình. Bước 3. Khi làm đúng những gì được căn dặn, thầy Bá Vi sẽ tiến hành làm lễ, đọc chú lên lá bùa. Bước 4. Khi toàn bộ các thủ tục đã được hoàn tất, thầy sẽ gửi bùa đến tận nơi, kèm theo đó là lời hướng dẫn cách dùng bùa cụ thể. Nếu trong quá trình sử dụng bùa mà gặp phải những việc ngoài ý muốn thì hãy nhắn ngay cho thầy để xử lý gấp. Thầy luôn hỗ trợ nhiệt tình bất cứ khi nào bạn cần. 5. Thông tin cần biết về bùa tách duyên. Khi đã sở hữu tấm bùa tách duyên trong tay thì chuyện tình cảm sẽ không còn mối lo lắng của bạn nữa. Dưới đây là một số thông tin hữu ích để người thỉnh bùa có thể yên tâm sử dụng. Tùy vào từng đối tượng sử dụng mà bùa sẽ phát huy công dụng trong vòng 1 đến 3 tháng. Đây là bùa lành tính không làm ảnh hưởng tới sức khỏe hay công việc của người sử dụng. Thầy Bá Vi là người duy nhất biết cách giải bùa tách duyên. Nếu không còn nhu cầu yểm bùa nữa thì hãy liên hệ ngay với thầy để được hướng dẫn cụ thể. Kể cả khi giải bùa thì chuyện tình cảm cũng không hề bị ảnh hưởng, vợ chồng không ngoại tình.
kẻ bám đuôi cũng không quay lại. Thầy Pháp Vi đã giúp rất nhiều người làm bùa giải thoát khỏi những chuyện tình cảm không có kết quả tốt. Chỉ cần thực sự có lòng thành tâm, sẵn sàng làm mọi việc thì thầy hoàn toàn có thể giúp được. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy Pháp Vi giúp. Thầy Pháp Vi ơi, con muốn chia tay chồng, mà chồng con không đồng ý. Con không cố ở bên chồng con được nữa, mong thầy Pháp Vi giúp con làm bùa tác duyên để con được giải thoát sớm. Chồng con trước đây thì vũ phu, cũng thay đổi nhưng mà từ ngày có con thì chồng con không có trách nhiệm gì với bé. Một mình con gồng gánh kinh tế nuôi bé, mà chồng cũng không hỏi han một lời nào, con hết niềm tin rồi. Con và chồng sống xa nhau 7 tháng ngày rồi. Con thấy sống tốt và không ghen tuông gì khi chồng nói chuyện với người khác giới, nhưng chồng con không chịu ly hôn. Con cũng cố thử sống với chồng vì con mà không cố được nữa. Kết luận, khi bạn cần giúp làm bùa tách duyên hiệu quả và an toàn thì liên hệ thầy Phá Duy để có cách tốt nhất. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Phá Duy giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Phá Duy giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Với thầy Pá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Pá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Pá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Pá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.